Hello em. Chào anh. Em tên là gì anh? Em tên là My ạ. Tên là My ạ. Em có làm cái gì về truyền thông không? Anh nhìn em quen lắm. Em đóng phim trên YouTube. Kênh gì ấy? Gen Z TV. Ở sao anh nhìn quen quen? Em cho anh hỏi một câu nhá. Ok. Chắc là em cũng yêu rồi đúng không? Dạ. Sao cho anh hỏi hôn nhau thì nó có cái định gì ấy? Hôn nhau có biết của tình yêu. Có mỗi vị để có vị thêm vị gì nữa? Vị ngọt của nước bọt. Vị ngọt của nước bọt. Enzyme. Còn vị gì nữa? Thế thôi ạ. Có vị của tình yêu này, có vị ngọt của nước bọt này. Được đấy. Có thêm một tí vitamin hung hăng ở trong đấy nữa. Anh nghĩ là vậy, đúng không? Sao lại hung hăng ạ? Hung hăng ấy, ý là lúc hôn nhau, anh nhìn thấy mấy đôi hôn nhau nó hung hăng lắm. Em chưa được thử kiểu đấy. À, ok. Rồi, quê anh cảm ơn em nhá. Dạ. Chúc em hạnh phúc bên người em yêu. Ok. Khi mà em hôn nhau với cả một bạn trai ấy, có cái vị gì? Em nói thật với anh là em chỉ bị mất trinh môi hồng môi giáo thôi. Lúc đấy là em có bị ngã đập mồm đó. Đập mồm đó. Thế là đấy, lúc đấy là em biết là mất trinh môi từ đấy chứ thực ra là em cũng chưa trải. À, em chưa trải. Vâng. Bạn trải chưa? Em chưa ạ. À? Em cũng chưa. Em ngây thơ mà. Dạ, hai bà em này bị ngã đập mồm đấy, còn em này ngã xe cũng đập mồm đấy đâu. Không ạ, em chẳng ngã gì. Em vẫn còn trinh môi. Em này vẫn còn trinh môi nha anh em này. Còn em này thì mất rồi bởi vì ngã đập mõm xuống đất. Có rụng răng không em? Không, đợt đấy suýt mẻ. Suýt mẻ? Vâng. Mẻ? Vâng. Mẻ là cái gì? Bị lứt đi ạ. Facebook của em là gì? Dạ, em không chơi Facebook ạ. Số điện thoại của em là gì? Dạ, em có số điện thoại rồi, điện thoại em không có sim ạ. Đập con mẹ cái điện thoại đi. Cày ra. Ok nha, cảm ơn hai đứa nha. Chúc hai đứa hạnh phúc. Ok. Đây đây. Này nhớ mình luôn này. Ai ôi. Đấm người chân vào mặt luôn này. Khi mà em hôn nhau với người yêu thì em thấy vị gì? Nhạt thôi. Nhạt á? Dạ vâng. Nhau người yêu thì nhạt, anh tưởng là có vị của tình yêu hay vị gì. Em làm gì có nhiều vị kíp đâu ạ. Nhưng mà em đã từng trải từng hôn rồi, anh chưa hôn ai. Anh lớn hơn em thì anh phải nhiều hơn. Đúng lớn hơn nhưng mà chưa chắc đã được yêu. Bởi vì nhìn anh nó cứ bếch bếch gì ấy. Con gái nhìn nó sợ. Không được đầm thắm lắm thì có vị gì? Vị nhạt thôi ạ, hay có thêm vị gì không? Em không rõ. Không rõ. Ok, thế anh cảm ơn em nhá. Dạ vâng, cảm ơn. Chúc em hạnh phúc. Cảm ơn. Em khi mà hôn nhau với cả người yêu cũ ấy, thì trong đấy nó có vị gì? Hả? Không trả lời được anh. Có, trả lời đi. Cái này dễ mà. Em không biết. Có vị... nó có vị dược không? Không biết. Nó có vị của... vitamin hung hăng mà muốn lao vào cắn xé người ta không? Không biết. Thế chỉ hôn rồi. Cái đấy không biết. Thế có vị nước bọt không? Thế mình trả lời được không? Mình trả lời được mà. Ok, anh cảm ơn em.